VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Yêu anh yêu những giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Các bạn ơi, Thúy Nga đã quay trở lại với kênh YouTube VDA rồi đây. Và mở đầu thì chỉ mang tính giải trí một tí xíu thôi, các bạn đừng quan tâm nhé. Các bạn trẻ thân mến, các bạn có biết rằng dạo gần đây giới trẻ đang truyền tay nhau và xôn xao về một chiếc micro với tên gọi là micro diva hay còn gọi là micro ca sĩ. Đây cũng chính là lý do hút khách của các quán karaoke VIP. Và sau nhiều thời gian lục sùng và tìm hiểu thì VDA đã tìm ra rằng chiếc micro này với tên gọi BF Audio G11. Tại sao BF Audio G11 lại hot đến vậy? Chính là nhờ những cải tiến trong thiết kế cũng như tính năng mới hơn, tiên tiến hơn, tiện dụng hơn, nó hoàn toàn làm hài lòng những vị khách khó tính nhất. Với mức giá 6.500.000 đồng, nếu xét về giá thì có vẻ hơi cao. Nhưng vì thuộc phân khúc micro cao cấp và sở hữu quá nhiều điểm nổi bật như vậy nên giá này thì quá hời. Hãy cùng Thúy Nga làm rõ 3 lý do khiến bạn phải rút tiền tậu ngay em micro BF Audio G11 này nhé. Nhờ được làm từ chất liệu nhôm nguyên khối, chống va đập cực tốt và còn được phủ bởi một lớp sơn chống xước, chống bay màu, cảm giác cầm micro trên tay khá đầm mặc dù có kích thước nhỏ gọn, không cảm giác lạnh tay vào mùa đông hay trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp. BF Audio G11 có khả năng tự động ngắt khi không sử dụng, khi rơi xuống giúp bảo vệ và tiết kiệm pin. Trong 3 giây không phát ra âm thanh hoặc đặt xuống bàn trong 3 phút không sử dụng thì micro sẽ tự động ngắt nguồn. Nếu bạn có lỡ tay làm rơi thì micro sẽ tự động ngắt tín hiệu, không gây tiếng ồn trên loa. Và đặc biệt, dù bạn có đứng gần loa hay gần điện thoại bắt sóng cũng chả thành vấn đề, cứ vô tư hát thỏa thích. Sử dụng 500 kênh hiển thị, hỗ trợ giọng ca, cho tiếng hát ra ấm, vang, sáng. Từ loại bỏ lọc âm như tiếng gió, thở, tiếng ồn chỉ thu tiếng hát. Bắt sóng xa lên đến 100m. Và bây giờ các bạn ơi, hãy cùng Thúy Nga xem qua màn test chiếc micro BF Audio G11 các bạn nhé. Cả một trời thương nhớ, một trời ngóng ngang, buồn trời ngây thơ. Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Các bạn thấy thế nào? Có phải chất âm rất là mềm mượt và chân thực đúng không nào? Và các bạn thân mến, tiện đây Thúy Nga sẽ có một tin vui cho các bạn. Đối với những ai muốn mua chiếc micro BF Audio G11 thì các bạn sẽ được tặng một phần quà lên đến 1 triệu đồng, bao gồm dịch vụ cân chỉnh âm thanh trị giá 500.000 đồng, sách cân chỉnh 5 ly giá 300.000 đồng, bộ chống lân micro trị giá 100.000 đồng. Các bạn ơi, tất cả những tính năng trên có làm bạn siêu lòng hay chưa? Nếu có thì hãy nhấc điện thoại lên, gọi ngay hotline 0902 799 186 hoặc ghé ngay showroom của VDA để tậu ngay một em DF Audio G11 các bạn nhé!